Ấy, hôm nay mấy anh em rủ nhau đi chơi. Lại ra quán Top One chơi. Kìa thằng em, đấy, đang đứng chờ. Cổ su lấy được sẵn rồi. Tính ra trên 12 này, nghĩa là 20 là nó rơi vào hơn 6 sen. À gần 6 sen. Đó là xem ra này. Lúc nào làm tiền nó phải lên cái câu này. Cái này là sáng lên được cái thank you.
33 rồi. Đấy. Bây giờ anh kè nổ nó lên cái này đấy được có tiêu này. Ấn nút này nhá, ấn nút này này, ấn một điểm này, một điểm này. Đã xuống này. Bây giờ ấn sang ra 37 này. Chưa được. Đâu ra cho mình đánh à? Cho mình chọn. Ô đi bà lắm. Mấy lần. Thoải mái. Ấn khi làm được thế thôi. Ố? Ba kê à? Ấn đi. Rồi, làm cái nào, cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ơi thằng em đầu tư 4C à? Đấy. Đấy 136. Rồi, cứ kêu cái thằng đó đấy đi. Đâu đâu mà lại có 1 2 3 3 con nho này. Rồi, đầu thứ bảy luôn. Đó nhìn này. Đấy tôi nhìn vào giữa này, ở giữa này. Có. Cái nào được là được đây à? Con trả mà cho đi. Có. Mình đi, mình đi. À đủ má. Đỡ mạnh nha, đỡ mạnh nha. Chưa được. Anh bảo nhá, số 7 nó chạy qua này. Số 7 chạy qua như này, 1 này, 2 cứ mày nheo cái mắt lại nhìn màu đỏ nó chạy qua không? Đếm là 1 2 3 không đỏ. Và về lại á này. 1 2 3. Số 7 ra đúng không? Mình số 7 bên này, 1 này, 2 này, 3 này, 1 này, 2 này, ở đây 1 này, 2 này. Đấy bên bắt kia rồi, bên này đây, 2. 1 này, 2 ấn. Chưa được.
1, 2, à, trừ ra. Ông kia ông nhìn được sát ruột. Còn như mẹ đó, mẹ đó như này. Lấy 7 ra đúng không? 2 2, 7 đúng không? Úi dồi, thằng này ăn 5 xe tiếp. 5 xe vào đây còn 3 xe nữa là mày còn tặng được 8 xe nữa. Mày đi bà đỏ đấy. Thank you.
giống với là con nho này nó sẽ nổ. Thôi, cho này một điểm thôi. Ôi, sắp xe rồi, chỗ này kìa rồi. Đấy, cố lên. Đấy, nó kìa sắp xe hơn man à. Tăng xe được cái máy này không nổ đổi máy. Sang bên kia chắc hơn, nó xuống mất 5 sen à. Máy này chỉ ăn này. Máy này chỉ toàn ăn. Máy nó đang nhả đấy. Cái này chỉ toàn ăn. Thằng em hôm nay đó được 2 khay thôi. Nó nhả vào đây. Thấy không?
mình thì chưa mang bẩn của nó thì nó đầu tiên 8C nó lại 2 thẻ đầu tiên là theo tiên đi rồi. Đấy, hai xe này cũng được tầm khoảng 3 con quá. Ở bên đây có mấy trò chơi hay, bên đây có mấy trò gì hay, bắn được nhau lắm. Lấy tiền của cái quả này. Chỗ này còn tiền đúng không? Còn 6 sen. Đấy, bỏ 6 sen ra. Đấy vào đây rồi. Sẽ rồi. Con thẻ trước. Con lấy ra tiền. Ra kia ra đổi tiền. Đúng. Đúng cho nó đúng nhỉ? Để vào đây. Để cả đấy ạ. Để cái đó, đấy, xong rồi tụi sẽ lấy tiền nữa. 50 triệu à? Hay nhỉ. À, được. Hiểu chưa? Đấy, 2 man 4 xem nhìn thấy chưa? Cả tiền đấy, đi về. Đấy, lần đầu tiên đi chơi thấy thắng cái được rồi. Cầm túi tôi kẹo kẹo. Đấy, đấy. Đấy, hai anh em xếp quần, anh thua rồi, em được, thôi được rồi. Thế là được rồi. Cho 5 sen này. Cho 5 sen cửa. Thôi được rồi, anh xin nhá. Đây, thằng em nó cho 5 sen lọc rồi. Em lấy 5 sen, anh 5 sen, thế được rồi. Thế là mình quay thua. Quay lại thằng em tí nào. Đây, quay thằng em cái đó. Lần đầu tiên là chơi Pachinko, lần sau rủ đi thì quại. Nghiệm chết. Được đấy, nghiệm chết đấy. Ô, xe để ở đâu ấy nhỉ? Đằng này đây. Đằng kia à? Vấn cái ngọn. Được, được. Thế anh thua màn 7 thì tính ra có màn 2 à được. Đây có tiền được rồi. Thế. Nhưng đầu tiên thắng là ngon đấy. Ngồi đúng máy. Đã lỗ liên tục luôn. Hai anh em. Hai anh em đánh lúc đầu mình cũng lỗ nhiều lắm. Nhưng mà sau nó hút lên 600 ấy. 655. 656 thì là hết sạch tiền luôn. Bao tiền cuốn vào. Lại đổi mấy cái máy kia nó hút nữa. Thôi chào cho anh em nhá. Hôm nay mà chào anh em quá nào. Chào anh em nhá. Tối lên.